Sau một ngày sôi động của thị trường vàng do ngày vía thần tài thì thị trường giao dịch vàng trong nước sáng ngày hôm nay đã không có nhiều biến động. Cụ thể thì giá vàng ròng Thăng Long chốt phiên giao dịch sáng ngày hôm nay vẫn giữ nguyên kể từ khi mở cửa phiên giao dịch. Do vậy sản phẩm này được mua vào ở mức là 54.230.000 đồng một lượng và mua vào và giá bán ra đó là 55.280.000 đồng một lượng. Còn sản phẩm vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu được giao dịch mua vào ở mức là 66.320.000 đồng một lượng và giá bán ra là 67.280.000 đồng một lượng.